Chào các bạn trong Eret nhé. Hiện nay thì email marketing nó lại là một công cụ rất là tốt để chúng ta phát triển chăm sóc, quảng bá và tìm kiếm khách hàng, phát triển trong quá trình mà rất nhiều cái lĩnh vực marketing hiện nay. Thì hiện nay mình đã tích hợp thêm vào cái mail của công ty mình là một cái phần mềm Streak. Phần mềm này nó sẽ giúp chúng ta quản lý quá trình bán hàng một cách rất là dễ dàng và chúng ta có thể theo dõi được quá trình đó. Thì cái chuỗi bán hàng này thì mình tạm thời mình đã phân loại ra là giai đoạn đầu tiên thì nó chúng ta sẽ tiếp cận với những khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng thì có thể đến từ việc là chúng ta thu thập được từ những cái nguồn khác nhau hoặc là khách hàng chủ động tìm tới hỏi công ty chúng ta. Thì họ gửi mail chúng ta thì ta sẽ đặt cho họ trong cái giai đoạn khách hàng tiềm năng. Và khi chúng ta phản hồi lại email đó thì chúng ta chuyển sang giai đoạn phản hồi. Đây là một cái chuỗi quá trình để chuyển sang từ khi khách hàng chưa quen đến khi khách hàng nhận được báo phí và chuyển sang chúng giai đoạn thực hiện. Hoặc nếu khi chúng ta báo phí trao giá trị cho khách hàng rồi là đã trả lời cho khách hàng rồi mà khách hàng không thực hiện thì chúng ta đã chuyển sang giai đoạn khách hàng không tiềm năng. Và giai đoạn cuối cùng mà chúng ta hay quên đó là khi chúng ta thực hiện cho khách hàng rồi mà chúng ta quên thực hiện cái giai đoạn chăm sóc khách hàng. Chăm sóc khách hàng thì khách hàng luôn nhớ tới cái hình ảnh thương hiệu của chúng ta và có thể tiếp tục giới thiệu sản phẩm dịch vụ pháp lý chúng mình cho các khách hàng khác. Đó là cái giai đoạn chăm sóc mà chúng ta phải thực hiện. Thì khi mà mình tích hợp cái này vào rồi thì nó sẽ thể hiện ở trong cái hộp thư đến này. Ví dụ khi mà mình có một khách hàng tiềm năng là khi họ mình gửi thư đến cho họ và họ đã phản hồi lại cho mình thì mình sẽ đặt cho cái chị Hà Phương ở bên Sao Kim này là một cái dạng khách hàng tiềm năng. Đấy, đây giai đoạn khách hàng tiềm năng. Thì các bạn sẽ đặt cho họ khách hàng tiềm năng đây. Bạn sẽ nhấn vào cái màu Streak này, nó sẽ cho các bạn hướng tới là đây là chọn khách hàng gì. Ok. Tiếp theo là nếu mà giai đoạn khách hàng họ phản hồi rồi á. Ví dụ đây là có một cái email mà của bạn. Đây email của bạn Hoài, bạn đã gửi cho chị Yến để đề xuất đăng ký nhãn hiệu. Thì giai đoạn này mà chị Yến chị đã phản hồi rồi thì chúng ta sẽ chuyển cho cái chị Yến bên Gold Mama Kit này ở giai đoạn phản hồi. Và chúng ta tiếp tục thực hiện cái giai đoạn tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ tạo thêm cho chị, ví dụ như ta hỏi là chị đã có cái kế hoạch để gia hạn nhãn hiệu tiếp theo chưa, hoặc là mình sẽ gửi cho họ những cái lợi ích để họ nhớ tới cái công ty mình vẫn đang theo dõi và đang chăm sóc họ. Nếu mà chúng ta thực hiện tiếp tốt cái giai đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ tích cho khách hàng đó chuyển sang giai đoạn mới. Đấy, đấy là cái đoạn rất là tốt để chúng ta biết theo dõi được khách hàng họ đang trong cái giai đoạn nào quá trình bán hàng của mình. Thì khi mà mình gửi mail cho họ, khi mình gửi email cho họ thì cái phần mềm Streak này nó sẽ giúp mình có một cái rất là hay, đó là mình có thể là hẹn giờ gửi. Ví dụ họ hỏi là 3 ngày sau họ hoặc là 8 giờ sau họ muốn nhận cái email đó thì mình sẽ đặt lịch để cái phần mềm Streak này nó tự gửi email cho mình. Và mình có thể là bật tính năng xem email họ đã mở chưa ở chỗ này. Khi họ mở email thì khi mình bật tính năng mở cái mắt này hình đấy thì khi mail của họ mà nhận mình gửi mail cho họ, họ nhận được thì nó sẽ báo là người đọc đã nhận. Thế nếu chúng ta không tích hợp cái tiện ích Streak này vào thì chúng ta không thể biết được là cái mail mình gửi cho họ họ đã đọc chưa, để chúng ta thực hiện tiếp các bước giai đoạn tiếp theo. Thì đây thì các bạn có thể tạo thêm một đường ống khác, vì các bạn tạo đường ống khác về lĩnh vực sở trí tuệ hay về lĩnh vực doanh nghiệp từ những cái đường dẫn này để các bạn dễ dàng theo dõi và quản lý khách hàng ở trên email của mình. Ok. Thì từ nay về sau khi mà các bạn gửi email cho khách hàng hoặc là nhận email mạng thì bạn sẽ cần nhớ thêm cho mình nào. Hãy quản lý họ, hãy quản lý họ ở một cái giai đoạn nào trong cái chuỗi bán hàng chúng ta. Mình sẽ thử lấy một cái ví dụ này nhé. Đây, ví dụ mình chào thương mại hợp tác này. Thì cái công ty mình đang gửi báo giá và thương mại hợp tác cho một cái bên PC. Thì giai đoạn này thì mình sẽ chuyển cho họ là một cái giai đoạn họ đã phản hồi rồi nhé. Họ đã phản hồi rồi ở trong cái hộp quản lý khách hàng này. Thì họ sẽ chuyển sang là một cái dạng khách đang giai đoạn phản hồi.
thì mình sẽ hiểu được cái mail này là đính cho họ ở cái giai đoạn phản hồi trong cái chuỗi bán hàng chúng ta, trong cái chuỗi bán hàng từ trên xuống dưới. Chúng ta phải chuyển từ trên xuống dưới này thì nó mới sang cái đoạn báo phí và thực hiện được. Đấy là rất tốt trong cái việc mà chúng ta quản lý khách hàng trên email. Ok, các bạn nào mà thực hiện tốt vấn đề này thì các bạn sẽ biết được này, ví dụ khách hàng nào nó đang ở giai đoạn phản hồi hay trong giai đoạn phát triển tiềm năng, hoặc là chúng ta thực hiện dịch vụ pháp lý cho họ thì chúng ta biết được là khách hàng này đang giai đoạn thực hiện, thì nó sẽ đính kèm những cái hình thêm đây, rất tiện cho chúng ta quản lý. Ok, nếu các bạn nào mà muốn tìm hiểu thêm về cái này thì các bạn sẽ vào trong cái kênh này của web 5 ngày này, nói rất là cụ thể chi tiết và lợi ích của cái vấn đề bí quyết bán hàng qua email, mà tích hợp thêm vào cái tiện ích Stitch này. Đấy, cái phần Stitch này khi các bạn sắp tới là các bạn sẽ cài toàn bộ ở trên máy của mình. Trong này nó có ấy rồi, nó có một cái đường link này. Có một cái đường link thì các bạn cài cái switch này vào trong cái web của mình. Và khi bạn cài cái này rồi thì bạn sẽ tạo thêu để bán hàng như mình nói, tạo cái đường ống bán hàng này. Thì các bạn đặt tên khách hàng mình theo từng giai đoạn một, và phân loại khách hàng được biết rằng là khách hàng này đang ở cái quá trình nào của quá trình mà bán hàng của chúng ta. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành một chút thời gian để theo dõi của mình. Nếu các bạn chưa hiểu phần nào thì các bạn có thể xem lại video này của web 5 ngày. Ok, cảm ơn các bạn.